Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, kiến thức tử vi sẽ đem đến cho các bạn những video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi về vận mệnh của những con giáp trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Ba con giáp sinh ra đã có quý nhân phù trợ, cả đời được giúp đỡ, không bao giờ sợ rơi vào đường cùng. Cuộc đời của ba con giáp này chắc chắn sẽ suôn sẻ trôi đi, còn giàu có hay không thì phải dựa vào quyết tâm của những con giáp này trong cuộc sống. Và thứ nhất là người tuổi Tuất. Tuất là một con giáp có tài ngoại giao, đi đâu cũng được tín nhiệm vì khả năng ăn nói và rất thuyết phục của con giáp này. Tuất sinh ra đã có một gia đình và một nền tảng rất gia giáo, nên được giáo dục một cách rất tỉ mỉ. Về trình độ có, ăn nói có, nên bạn càng dễ dàng phấn đấu trên con đường sự nghiệp. Về cuộc đời của bạn lại gặp được rất nhiều người có chức có quyền nhưng lại sống vô cùng chân thành. Đó chính là những quý nhân mở ra những cơ hội cho cuộc đời của bạn. Con giáp này chăm chỉ chịu khó, cố gắng phấn đấu bằng năng lực của bản thân thì sau tuổi 30 bạn đã có thể giữ những chức vụ quan trọng trong cơ quan. Về tiền bạc cũng khá ổn định, người làm công ăn lương thì rất ổn, người làm kinh doanh thì có nhiều cơ hội hợp tác với người giàu có, thu nhập rất khủng và rất dễ có những cơ hội trở thành đại gia. Thứ hai là người tuổi Ngọ. Ngọ ăn nói nhẹ nhàng, được lòng mọi người trong công việc, đi đâu bạn cũng được quý nhân phù trợ và được người khác giúp đỡ, cũng vì tính tình thoải mái của bạn. Và khi trưởng thành, Ngọ biết tận dụng những khả năng ăn nói của mình để lấy lòng người khác. Và hơn thế nữa thì sự chân tình trong các cách chơi khiến cho bạn được rất nhiều bạn tốt. Và những người bạn này cũng chính đó là quý nhân của cả cuộc đời của bạn. Nên chỉ cần bạn gặp khó khăn thì người khác sẽ sẵn sàng giơ tay giúp đỡ bạn. Đối với gia đình, bạn đời chính là người mà bạn luôn ở bên để che chở và giúp đỡ, thúc đẩy bạn phấn đấu trên con đường sự nghiệp. Và cuộc đời bạn cũng có vất vả và sóng gió, nhưng đó là chuyện của những năm trước 30 tuổi. Thứ ba đó là người tuổi Hợi. Hợi đa phần là những người sinh ra trong gia đình có nền tảng về kinh tế rất vững vàng, nên từ bé đã được bố mẹ cưng chiều và bao bọc. Là một phụ nữ thì sống như tiểu thư, nếu là đàn ông thì được thừa hưởng nhiều sự nghiệp từ bố mẹ và cuộc sống của họ có thể sẽ không phải quá thuận buồm xuôi gió, nhưng không bao giờ phải khổ vì kinh tế bố mẹ để lại cho họ đã quá nhiều. Chỉ là muốn thành đại gia hay thăng quan tiến chức là phải nhờ vào nghị lực và bản lĩnh của bạn. Cũng không nên nghĩ rằng có tiền của bố mẹ để lại rồi thì cứ ngồi há miệng mà chờ sung nhé, mà bạn phải lao động hết mình, chịu khó học hỏi và chịu chăm chỉ làm ăn thì tương lai bạn sẽ không bao giờ phải lo thiếu tiền bạc chi tiêu. Và nếu giàu có thì chỉ sau 30 tuổi bạn sẽ có những cơ hội thành đại gia giàu có khét tiếng. Về phần 2 là trong năm 2019 thì top 3 con giáp nữ này sẽ có tiền tài thăng hoa, phúc lộc song toàn, tình duyên viên mãn. Theo sách tử vi thì phụ nữ mà thuộc 3 con giáp dưới đây sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả ở năm Mậu Tuất, nhưng chỉ cần bước qua năm Kỷ Hợi thì cuộc sống của những quý cô này bước sang một trang mới thịnh vượng, viên mãn hơn người. Vào năm 2019 thì vận xui xẻo sẽ tránh xa và vận may mắn sẽ đeo bám ba con giáp sau đây, nên những người phụ nữ này dù làm việc gì cũng đều thành công, tài lộc thăng hoa và đường tình duyên cực kỳ viên mãn. Và thứ nhất đó là người tuổi Sửu. Sửu là một con giáp chăm chỉ siêng năng, lại không quản ngại khó khăn và vất vả, nên phụ nữ tuổi Sửu vẫn không ngừng gặt hái được vô số thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, trong năm 2019,
Tài vận của những con giáp này mới thực sự bùng nổ, và do đó quý cô tuổi Sửu sẽ làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi và sung sướng hết phần thiên hạ. Ngoài việc kiếm được rất nhiều tiền thì phụ nữ tuổi Sửu còn có nhiều những cơ hội thăng quan tiến chức và khẳng định được vị thế của mình trong lòng cấp trên và đồng nghiệp. Nên nếu kinh doanh buôn bán thì mọi khoản đầu tư của con giáp này đều có thể sinh lời và thành công ngoài mong đợi. Thế nhưng đôi lúc quý cô cầm tinh con trâu vẫn còn hấp thấp và nóng vội, cho nên con giáp này cần phải thận trọng, luôn suy nghĩ và tính toán kỹ trước khi quyết định một vấn đề hoặc một điều gì đó. Và dự kiến trong thời gian tới thì người cầm tinh con trâu sẽ có đủ khả năng xây dựng một cuộc sống đầy đủ sung túc, không thiếu thứ gì. Nhờ đó về đường tình duyên của Sửu cũng gặp được nhiều thuận lợi, hạnh phúc viên mãn hơn người. Thứ hai là người tuổi Tỵ. Trời sinh phụ nữ tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi và sống rất chừng mực. Bởi vậy, con giáp này rất biết nghĩ cho tương lai và không bao giờ để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc và đường cùng. Theo sách tử vi thì cuối năm 2018, tài vận của Tỵ có nhiều biến động nhưng không đáng kể. Nhưng tuy nhiên, bước sang năm Kỷ Hợi thì cuộc sống của quý cô tuổi Tỵ có thể thay đổi một cách bất ngờ. Đặc biệt vào 2 tháng đầu năm 2019 thì Tỵ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố hết mực, tạo điều kiện tuyệt vời để con giáp này có cơ hội làm giàu, đổi đời nhanh chóng. Nhưng tuy nhiên các quý cô cầm tinh con rắn phải ghi nhớ rằng gia đình mới là điều quan trọng nhất. Đừng vì quá bận rộn trong công việc mà quên mất đi sự vun đắp tình cảm với bạn đời và với những người thân yêu xung quanh mình. Thứ ba là người tuổi Dậu. Phụ nữ tuổi Dậu được xem là một con giáp có nhiều sức mạnh và mang số mệnh phú quý. Bất kể con giáp này được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thế nào thì họ vẫn được tận hưởng một cuộc sống sung túc ngoài mong đợi. Tuy nhiên, trong thời gian qua thì Dậu cũng đã gặp không ít những khó khăn và thậm chí con giáp này còn phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều thứ để có thể đạt được điều mình mong muốn. Cho nên chỉ cần bước vào năm 2019 thì mọi phiền não của người phụ nữ cầm tinh con gà sẽ được hóa giải một cách hoàn toàn. Cụ thể, tuổi Dậu bước vào giai đoạn mới thịnh vượng và rực rỡ hơn. Từ sự nghiệp, tài vận đến những thứ khác thì trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhờ có khả năng định hướng trên con đường sự nghiệp nên trong thời gian tới Dậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Không những như vậy thì quý cô cầm tinh con gà còn có thể tìm được đức lang quân như ý và cuộc sống của hai bạn ngập tràn trong hạnh phúc êm ấm và viên mãn. Về phần 3 là trời sinh ba con giáp nam hiền lành nhút nhát nhưng luôn được quý nhân phù trợ mang tiền đến tận cửa nhà mình. Và ba con giáp này nổi tiếng là hiền lành, có khi thích an phận nhưng lại luôn được quý nhân mang cơ hội kiếm tiền đến chẳng mấy mà giàu. Và thứ nhất đó là người tuổi Mão. Mão là một người hiền lành, ăn nói dễ nghe nên đi đâu cũng được yêu mến hết mình. Con trai thuộc tuổi này thường ít khi nói nhiều nhưng nói gì là chất ấy. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Mão cũng vô cùng nhiều và đa số là những người bạn tốt. Có đi có lại, sau này bạn luôn nhận được sự hỗ trợ trong công việc của cuộc sống từ những người bạn này. Về tình yêu cũng vô cùng tốt đẹp vì Mão luôn đối xử chân thành với người xung quanh. Chỉ là về xã giao, Mão chưa thực sự phát huy được khả năng của mình và đôi khi có phần cũng nhút nhát, ít phản kháng khi bị đối phương chê xấu. Nhưng có lẽ vì ở hiền gặp lành và được trời thương nên Mão luôn có quý nhân ở bên cạnh, cứ khó khăn lại có người giúp đỡ. Thứ hai là người tuổi Thân. Thân không phải là một người biết ăn biết nói nhất, và là tuổi Thân là nam thì người này tính tình hiền lành chất phát, không thích bon chen nhiều trong cuộc sống và công việc. Tuổi Thân rất ít tranh giành quyền lợi, càng không đòi hỏi thiệt hơn. Nhờ vậy mà họ dù không nhiều bạn nhưng hầu hết là những người bạn chân tình, hết mình vì họ. Cuộc sống cần nhiều mối quan hệ như thế và khi có khó khăn thì họ sẵn sàng mang cơ hội tốt đến với bạn. Và tuổi Thân cũng gặp không ít những trục trặc trong cuộc sống,
có lúc chán nản, buồn rầu nhưng luôn có bạn bè động viên. Thân chỉ cần mở rộng quan hệ, chịu khó giao tiếp và củng cố niềm tin vào bản thân mình hơn một chút nữa thì mọi chuyện sẽ thành công và tương lai bạn chắc chắn sẽ giàu có. Dù tài ăn nói chưa nhiều nhưng được tính tình tốt bụng trung thực nên vẫn được cấp trên và bạn bè trọng dụng. Thứ ba là người tuổi Dậu. Dậu là một con giáp thông minh nhưng hơi nhút nhát nên dù muốn thì cũng khó lòng nổi trội trong đám đông. Về những người giỏi ăn nói luôn chiếm thế thượng phong nên bạn bị lép vế trong môi trường tập thể, chỉ là bạn may mắn có người luôn bên cạnh để giúp đỡ, nhìn ra năng lực thật sự của bạn và hỗ trợ bạn trên con đường thăng tiến về sự nghiệp. Nhờ vậy mà con giáp này từ tuổi 35 Dậu dần khẳng định được bản thân và cũng mạnh bạo hơn, ít khiêm tốn nhút nhát hơn và dám sáng tạo, dám liều lĩnh bộc lộ khả năng của mình. Lâu dần bạn chứng minh được người vừa có tài vừa có đức như bạn xứng đáng làm lãnh đạo hơn bao giờ hết. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.